Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết nước này đã bắt đầu chào mời các nhà thầu để thực hiện kế hoạch mua 40 máy bay chiến đấu đa nhiệm mới nhằm tăng cường năng lực bảo vệ lãnh thổ. Phát biểu tại phiên điều trần ngân sách của Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro cho biết các nhà thầu phải nộp đề xuất gói tài chính để chuẩn bị kế hoạch thanh toán. Ông không nêu rõ Philippines đang muốn mua mẫu máy bay nào cũng như các nhà thầu tiềm năng. Philippines, một đồng minh có ràng buộc bằng hiệp ước với Mỹ, đang tìm cách hiện đại hóa và tăng cường kho vũ khí và khí tài của mình, trong bối cảnh lực lượng không quân của họ sở hữu rất ít máy bay chiến đấu. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết, nước này cần các máy bay chiến đấu đa năng, nhanh hơn và có khả năng sát thương lớn hơn so với đội FA-50 mua của Hàn Quốc. Được biết, FA-50 là phiên bản máy bay chiến đấu 2 chỗ ngồi, được phát triển trên cơ sở dòng máy bay huấn luyện chiến đấu đa năng T-50 Đại Bàng Vàng do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Không gian Hàn Quốc KAI phát triển dựa theo việc cải tiến thiết kế F-16 của Mỹ. Chính thức giới thiệu ra thị trường thế giới năm 2005, giá của một chiếc FA-50 rơi vào khoảng 30 triệu đô la Mỹ, chưa bao gồm vũ khí. FA-50 là chiến đấu cơ đa năng hạng nhẹ, có tốc độ tối đa 1.770 km/h, tầm bay 1.851 km, trần bay 14.630 m, vận tốc leo cao 198 m/s, có khả năng mang theo 3,7 tấn vũ khí trên 7 giá treo. Để đối phó với những đối thủ trên không, tiêm kích này sử dụng tên lửa không đối không Hồng Ngoại AIM-9 và tên lửa tầm xa tự dẫn radar AIM-120. Trong các cuộc tác chiến mặt đất, FA-50 sử dụng tên lửa tầm ngắn AGM-65, Maverick và nhiều loại bom, bao gồm cả bom thông minh do Mỹ hay Israel chế tạo. Dù là máy bay chiến đấu nội địa của Hàn Quốc, tuy nhiên, nước này bắt buộc phải nhập một số thành phần bên ngoài như động cơ và nhất là radar cho FA-50. Hiện nay, hầu hết các mẫu FA-50 phục vụ xuất khẩu đều sử dụng hệ thống radar Sung Donper ELM-2032 của Israel và động cơ F-414 của Mỹ. Military League dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Litva cho biết 150 xe chiến thuật hỗn hợp hạng nhẹ GLTV đã được nhà sản xuất Oshkosh Defense của Mỹ bàn giao cho nước này. Chúng nằm trong hợp đồng 500 chiếc mà Litva ký với phía Mỹ. Được biết, những chiếc GLTV của quân đội Litva sẽ được tích hợp hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn cơ động RBS-70 do nước này mua từ nhà thầu quốc phòng Saab của Thụy Điển vào giữa năm ngoái. Vì thế, sau khi tới Litva, số xe GLTV trên sẽ được hãng Saab lắp đặt hệ thống RBS-70 trước khi được bàn giao cho quân đội Litva. GLTV là chương trình chung được khởi động từ năm 2006 của Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ, gồm hai loại: xe chiến đấu chiến thuật CTV 4 chỗ và xe hỗ trợ chiến đấu CSV 2 chỗ. Chương trình này nhằm thay thế xe Humvee và xe quân sự bọc thép chống mìn MRAP. Trong môi trường tác chiến hiện đại, quân đội Mỹ cần có một dòng xe mới với khả năng tự bảo vệ tốt hơn, trọng lượng chuyên chở cao hơn và tốc độ nhanh hơn so với Humvee và MRAP. GLTV có nhiều biến thể cho các mục đích sử dụng khác nhau như chở quân, chống tăng, vận tải hạng nhẹ, phòng không, trinh sát, cứu thương và chỉ huy. Với trọng tải tối đa lên đến 7 tấn, GLTV được thiết kế với chiều dài 6,2 m, chiều rộng 2,5 m và chiều cao là 2,6 m. Nó có thể dễ dàng vận chuyển bằng máy bay CH-47 Chinook hoặc máy bay vận tải C-130 Hercules. GLTV sử dụng động cơ diesel Gainbanks Engineering 866T V8, được điều khiển kỹ thuật số với công suất 397 mã lực. Nhờ đó, nó có thể di chuyển với vận tốc tối đa 120 km/h và phạm vi hoạt động là 483 km. Ngoài ra, GLTV có thể leo dốc 60%, vượt chướng ngại vật thẳng đứng là 0,5 m và rãnh rộng 0,5 m. Hỏa lực của xe GLTV là một tháp vũ khí điều khiển từ xa hoặc các súng máy 7,62 mm, 12,7 mm. Ngoài ra, tháp pháo cũng có khả năng lắp súng máy M240, súng phóng lựu MK19 hoặc tên lửa dẫn đường chống tăng BGM-71TOW. Litva đang tích cực hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình và mua thiết bị quân sự thông qua mối quan hệ của nước này với Mỹ. Rõ ràng là bên hưởng lợi chính từ việc quân sự hóa Litva là tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Trong những năm qua, Vilnius kiên quyết yêu cầu tăng cường bảo vệ sườn phía đông của NATO, đồng thời kêu gọi Mỹ và liên minh quân sự này tăng quân số tại Litva. Hồi năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Arvydas Anušauskas
thời điểm đó cho rằng các giao dịch mua vũ khí đã lên kế hoạch và diễn ra chỉ riêng từ Mỹ đã lên tới 1,2 tỷ euro. 2,45% GDP của Litva được phân bổ cho chi tiêu quân sự. Tổng cộng, Litva sẽ phân bổ khoảng 23 tỷ euro cho nhu cầu quân sự trong 9 năm tới. Do đó, Bộ Quốc phòng Litva đã tiết lộ kế hoạch chi khoảng 3,1 tỷ euro, tức khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ để mua đạn dược và trang thiết bị trong thập kỷ tới. Vinius cũng đang thúc đẩy dự án đặt hàng 120 xe chiến đấu bộ binh Boxer IFV trong một thỏa thuận có thể tăng gấp đôi số lượng xe bọc thép hiện đại của quân đội nước này. Theo nhà bình luận kỳ cựu người Mỹ Mike Friedenberg chuyên về chính sách quốc phòng và chính trị mới đây, trong một tuyên bố tại Diễn đàn An ninh Toàn cầu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế vừa qua, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ William ở LaPlante phụ trách mua sắm và bảo trì, cho biết kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, các ngành công nghiệp quốc phòng không còn thực hiện nhiều công việc sản xuất cho Bộ Quốc phòng Mỹ. Phát biểu này phản ánh đúng thực tế không mấy ấn tượng của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, NATO trước cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Friedenberg cho rằng hiện tại Nga đang sản xuất nhiều đạn dược, tên lửa và xe tăng hơn tất cả NATO cộng lại, dù ngân sách quốc phòng của Nga chỉ khoảng 100 tỷ đô la Mỹ năm 2023 và GDP chỉ 2.000 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, ngân sách quốc phòng kết hợp của Mỹ, NATO lên đến 1,47 nghìn tỷ đô la Mỹ và GDP kết hợp xấp xỉ 45 nghìn tỷ đô la Mỹ. Như vậy, có một sự khác biệt lớn về tư duy chiến lược giữa Nga và Mỹ, NATO. Trong khi Mỹ và các đồng minh NATO theo đuổi một cuộc xung đột mà họ muốn giành chiến thắng, Nga lại tin rằng họ đang tham gia vào một cuộc giao tranh mà họ buộc phải thắng. Do đó, đối với Nga, việc sản xuất vũ khí không chỉ là một hoạt động kinh doanh mà còn là một nhiệm vụ sống còn. Nga đã tận dụng tối đa các nhà máy thời Liên Xô hoạt động liên tục 24/7 để sản xuất đạn dược, phương tiện và vũ khí quân sự. Điều này giúp Nga sản xuất vũ khí với tốc độ và quy mô vượt trội hơn so với các quốc gia phương Tây. Trong khi đó, tại Mỹ và các nước NATO, lợi nhuận và doanh thu vẫn là mối quan tâm chính của các nhà thầu quốc phòng. Trong khi Mỹ và các đồng minh NATO đang cố gắng khôi phục chuỗi cung ứng đạn pháo, kế hoạch sản xuất 100.000 quả đạn pháo mỗi tháng vào cuối năm 2025 vẫn còn khá xa vời. Đến thời điểm đó, Ukraine có thể đã thất thế trong cuộc chiến. Mặt khác, Nga đã tăng tổng sản lượng đạn pháo hàng năm lên 3 triệu quả từ khi bắt đầu xung đột, bao gồm việc tăng gấp 5 lần sản lượng đạn pháo 152mm và gấp 20 lần sản lượng đạn pháo dẫn đường chính xác Krasnopol M2 152mm. Ngoài ra, Nga cũng sản xuất pháo với tốc độ đáng kể hơn nhờ vào khả năng vận hành các nhà máy sản xuất lớn liên tục để chế tạo ống pháo mới. Điều này giúp Nga duy trì ưu thế trong cuộc giao tranh khi pháo binh của Ukraine bị hao mòn và mất tính chính xác. Một điều rõ ràng là nếu Mỹ và NATO thực sự cảm thấy bị đe dọa sinh tồn, họ có thể chi hàng tỷ đô la Mỹ để nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng. Tuy nhiên, việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp này đòi hỏi phải phá vỡ nguyên trạng hiện tại, điều mà cả Mỹ và các đồng minh NATO dường như không sẵn sàng làm. Họ tin rằng sự tồn tại của nền dân chủ phương Tây không phụ thuộc vào kết quả cuộc xung đột ở Ukraine.